Vỏ những hộp xoàn tấm lớn dành cho ổ chủ là từ 8 ly 1 tới 10 ly nha. Ổ này rất to nha khách yêu. Trọng lượng của nó 14,2 gram vàng. Nó bao gồm có là 16 viên hộp xoàn là từ 3 ly 1 tới 3 ly 2. Nước ép đồ sạch VVSTU. 16 viên hộp xoàn từ 2 ly 6 đến 2 ly 8 là nước ép, nước ơ cũng VVSTU luôn. 24 viên hộp xoàn từ 2 ly đến 2 ly 4. 20 viên hộp xoàn từ 1 ly 2, 1 ly rưỡi, 1 ly 6. Đặc biệt bên đai của nó, bên hông đai của nó thì có tổng cộng là 16 viên hộp xoàn Emerald 2 ly 8. Những viên hộp xoàn Emerald này là độ sạch VVSTU nước D nha khách, nước D cực kỳ trắng, luôn trắng nhất luôn. Thì chiếc nhẫn này hôm nay được sale nhẹ chút xíu nha. Chiếc nhẫn này sale còn lại là 155 triệu 500 ngàn. Đúng ra chiếc nhẫn này là 160 triệu đó, nhưng mà bây giờ sale còn 155 triệu 500 ngàn đồng thôi nha khách yêu. Đường kính chéo khá bự, đường kính chéo của nó là 22,65mm, truy đi 3 mặt sòn, nhìn đâu cũng thấy hộp sòn, 3 mặt nhìn trên, nhìn dưới, nhìn trái, nhìn phải. Tấm rất là hảo hạng nha khách yêu, giá thì quá rẻ, một chiếc duy nhất thôi nha. Mua hàng vui lòng gọi 0907 46 3131.